làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy: hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dân làm được. Thỏ ngoan cố. Ông ơi, mỗi ngày ông đều phải chăm sóc cây quả trên núi, mệt lắm đúng không ạ? Mệt cũng đáng giá. Cây quả trên núi không bao lâu nữa sẽ được mùa bội thu. Đúng rồi ông ơi, con sẽ giúp ông sửa con đường lên núi, để ông có thể đi lại thuận tiện này, có thể chăm sóc cho cây quả tốt hơn. Hay đấy. Cháu đi tìm tiểu sủng giúp đỡ ạ. Ôi, là một chú thỏ lớn. Đúng vậy, em ấy rất là khỏe đó. Thỏ lớn vất vả quá. Mệt chưa? Chúng ta về nhà ngủ đi. À đúng rồi, thỏ thì phải nghỉ ngơi ở trong động. Đúng đấy, bạn ấy đang đào cho mình cái hang. Cái hang động lớn quá. Cẩn thận, đừng đứng quá gần. Cẩn thận nào. Nhưng mà cái động này lớn quá, rất dễ bị ngã xuống đấy đấy ạ. Ông ơi, ông nói xem, có phải con nên nhắc nhở thỏ lớn không? Thỏ ơi, có việc này mình nhất định phải nhắc nhở bạn, bởi vì nếu không khuyên thì sẽ sai lầm. Giúp đỡ người khác, khuyên bảo lỗi lầm là một trách nhiệm. Sau này bạn đừng đào một cái động to như vậy nữa nhé. Vì làm vậy, đối với động vật nhỏ hơn bạn, bao gồm cả mình và ông ngoại, đều có thể không cẩn thận sẽ bị ngã xuống đó. Như vậy rất nguy hiểm đấy. Đúng, bạn phải lấp cái động lại. Như vậy vô cùng tốt. Thỏ ơi, lần trước không phải đã nói với bạn là không được đào hang động nữa sao? Bạn làm hỏng cây quả mà ông ngoại trồng được rồi. Lần trước bạn cũng nói là lấp đi, lần này bạn cũng nói như vậy, không giữ lời gì hết. Thôi được, mình sẽ tin bạn thêm một lần nữa.
Thật là đáng ghét quá. Thỏ lớn đứng lại. Các bạn ơi, hãy đến đây. Giúp mình lấp đầy cái động mà thỏ lớn đào được không? Lại đem ba cái động đều lấp hết rồi. Hỏng rồi. Không phải là khi thỏ lớn đào động đều làm hỏng hết rễ cây rồi chứ? Tại sao thỏ lớn lại như vậy? Không lẽ tớ nói bạn ấy là không đúng? Em nói không sai, chỉ là thiếu phương pháp thôi. Cái gì? Chuyện tốt thì công khai nói ra ngoài, lỗi lầm thì phải nói riêng tư. Khuyên bảo lỗi lầm của người khác thì không nên kể lể khắp nơi, cũng không nên có thái độ cứng ngắc kiềm chế hành vi của người khác. Nếu không thì tấm lòng tốt của em lại trở nên phản tác dụng, đối với mình và người đều bị tổn hại đạo nghĩa. Chắc là do thái độ của tớ không tốt đúng không? Mỗi một người đều có lòng tự tôn của bản thân. Hơn nữa đào động nghỉ ngơi là thói quen sinh sống của thỏ. Em không nên cường ngạnh đem chúng lấp đi. Bạn ấy không có nơi để ngủ nên mới giận tớ đúng không? Thỏ lớn ơi! Thỏ lớn ơi, bạn ở đâu? Thỏ lớn ơi! Cho tớ xin lỗi nhá. Tớ sẽ không nói bạn nữa. Sẽ không ngăn trở bạn nữa đâu. Mình với bạn cùng nhau lấp nhé. Nhưng mà những cái cây này phải làm sao đây? Hiếu Hiếu, đây là dung dịch dinh dưỡng thực vật, chỉ cần phun nó lên rễ cây là được. Rễ cây ở dưới mặt đất mà, phải phun làm sao đây? Xem ra mấy cái hang động cuối cùng cũng có tác dụng rồi. Thỏ lớn ơi, đây là cái cuối cùng rồi. Bạn giữ lại làm nơi ngủ nghỉ nhé. Cảm ơn. Bội thu rồi. Thỏ lớn ơi, ngủ ngon nhé. Thỏ ơi, bạn có thể chỉ dùng một cái động để ngủ được không? Thỏ lớn nói, em ấy phải đào ba cái động, tại vì ngủ gặp nguy hiểm, cho nên không cố định ở cùng một nơi. Đây là tập tính sinh hoạt hình thành trong một thời gian dài. Thì ra là thế. Thỏ lớn ơi, bạn không phải lo lắng đâu. Mọi người ở đây đều hiểu bạn mà. Chúng cũng đã là bạn tốt rồi. Bạn có thể yên tâm nghỉ ngơi nhé. Không cần phải lo lắng nguy hiểm nữa đâu. Tớ lại nói sai à? Vừa vặn có thể làm hầm để bảo quản thực phẩm. Đúng vậy, đông ấm hạ mát, trái cây để trong đó có thể để thời gian rất dài cũng không bị hư hại. Thỏ lớn thật thông minh và ngoan ngoãn. Hẹn mai gặp lại nhé, thỏ lớn ơi. Cảm ơn bạn. Tạm biệt.
Nếu như không khuyên bảo lỗi người thì là sai lầm. Khuyên bảo người khác là một phần trách nhiệm của chúng ta. Khuyên bảo người khác thì không nên nói quá thẳng thắn, cũng không nên có thái độ cương ngạnh, kiềm chế hành vi của người khác. Nếu như bị phản tác dụng thì đối với mình và người đều tổn hại đạo nghĩa. Các bạn nhỏ nhất định phải nhớ kỹ nhé. Hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp các bạn lần sau. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hán Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Tốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bắc Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình dự âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu.